anh em, là mình Select 5.0 nè anh em ơi. Hôm nay mình sẽ nói về cái vụ việc mà hack nha anh em. Thì mình xin đính chính lại là mình không có dùng hack nha anh em. Đây là panel Reddit nha anh em. Đó, anh em hãy giúp cho mình, kênh mình đạt 600 người đăng ký đi. Thì mình sẽ share tất cả các loại thiết bị cho anh em luôn nha, kèm theo pass luôn nha anh em ơi. Đó, anh em nào ủng hộ mình thì cho mình xin một lượt đăng ký đi anh em, một lượt like, một lượt chia sẻ đi anh em ơi. Anh em hãy giúp kênh mình mạnh mẽ đi anh em ơi. Đó, đặc biệt là bên đầu để anti ban 100% am đầu nha anh em, không có vàng anh em, nuôi coi đạn hẳn nè, có cả PayPal luôn nha anh em ơi, phích lắc đồ cái kiểu đó. Khi kênh mình đạt 600 sub á, mình sẽ share tất cả cái panel cho anh em chơi nha, và kèm theo pass luôn nha anh em. Đó, thì mình cũng xin đính chính lại là mình chỉ dùng một kênh YouTube duy nhất là Select 5.0 và một nick TikTok là Select PC và Sin Blue PC nha anh em. Đó, còn anh em nào chưa biết đến mình thì hãy theo dõi cho mình đi, mỗi lần mình ra video thì anh em đều có thông báo nha. Mọi người cho mình xin một lượt chia sẻ đi anh em ơi, để kênh sớm đạt 600 sub nha anh em. Đó, cảm ơn và bye bye anh em nha.